Chú Chia lụm mấy cái này chú Chia có bán không chú Chia? Có bán không? Là bán. Bán ha? Là lấy mua lúa không? Hôm nay chú Chia nhiêu tuổi rồi chú? Hôm nay nhiêu tuổi rồi? 97 hả? 97 tuổi hả? Hay là 79? 97 hả? Ổng hồi đó ông tạo đồ mạng đó. Ông không tin, ổng dục bỏ, ông vừa tạo đồ mạng. Ông tạo đồ mạng nha. Ừ, giờ là ổng đập bỏ luôn. Thảo 1990 Vlogs xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang ở Bến Phà, Châu Giang qua Tân Châu. Thì hôm nay mình sẽ dắt mọi người đến nơi ở của một chú ở xã Lê Chánh, Tân Châu, An Giang. Thì một hoàn cảnh rất là đáng thương. Và đặc biệt là theo mình nghĩ là tại sao ông lại trở nên như vậy. Nó có cái chuyện kỳ bí ở trong đây. Thì mình mời mọi người theo chân mình nhé. Đeo lụm vũ ở trong mình với nhà ổng còn là bọc không gần đây không chị? Đeo lụm vũ trong mình. Đây là nó bên tay trái nè. Tay phải ở tay trái. Để ba cái đồ này như nọ tùm lum đó. Tay đẳng sao? Gần chứ không sao. Đây để đẳng anh nhìn với mấy sông này là cái nhà là để đồ đó là ba cái đó là của ổng không đó. Rồi cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn nha chị. Đã bắt gặp dưới đang ở ngoài đường đó các bạn ơi. Mình lại hỏi thăm ha. Đậu xe sát chưa? Không đậu đằng này. Ông đang cầm cây dao. Ông dễ không? Ông đang cầm cây dao rồi có sao không trời? Ông cầm cây dao. Nói chú bỏ cây dao xuống được. Ông không có khùng điên gì cho nó khùng quá đi. Không phải sao đâu. Ta quay cho tiền kìa. Không có sao. Có đi thuốc mày đưa còn quay thoải mái nữa. Có thuốc không? Không thuốc. Hả? Chia. Tên gì? Tên Chia. Tên Chia. Dạ chú là người kinh đúng không chú? Không trả lời bình thường à. Chú này người kinh hả? Người Việt Nam mình đó. Người kinh ha. Dạ. Cũng là đã được biết chú này cũng lâu rồi. Hôm nay mình có dịp đến đây để quay tặng cảnh tức lức nhà của chú ở đây nha. Đúng là một hoàn cảnh cũng khó khăn. Thì chú đi lượm những cái. Trời ơi. Cái này là chú lượm không hả chú kia? Chú Chia. Chú Chia. Nè, chú lụm mấy cái này chú có bán không hay là để như vậy? Bán không? Không phụ bán không? Chưa bán nha. Để chặt mấy nhiều không bán đúng không? Ở đây là xã gì vậy? Xã Lê Chánh. Xã Lê Chánh à? Đây là xã Lê Chánh. Thì một chút xíu nữa đây mình sẽ hỏi địa chỉ cửa hàng của chú Chia này ở đây. Mình sẽ để cái phần mô tả nha các bạn. Hôm nay chú Chia nhiêu tuổi rồi chú? Hôm nay nhiêu tuổi rồi? 97 hả? 97 tuổi hả? Hay là 79? 97 hả? Tuổi chuột hả? Hỏi chú Chia nói chú Chia 97. Bất ngờ. Và nó có lẽ là có lúc chú nhớ trí nhớ của chú thì lúc nó là chú 97 tuổi, 2 trên 3 chú theo rất là nhiều vật lạ. Cái này cái này thì nước ngọt và cái này thầy sọt nó cũng nhiều quá các bạn ơi, cũng không biết là cái này là chú bị khoảng bao lâu rồi ha? Là mấy năm rồi. Nhưng mà là chú có vợ có con thì có vợ có con. Có con luôn, có vợ có con luôn. Sống gì chị nói đi bỏ đi. Bốn thằng trai. Bốn người con trai lần hả? Hai đời vợ lần, đời vợ trước có thằng trai còn đời vợ sau thì 3 thằng. Tính ra bây giờ là chú ở ngay đây là từ nhỏ tới lớn luôn hay là ở đâu chú? Ở đây luôn. Lớn bỏ đi hết. Đây là mấy người con là đi theo mẹ hết, bỏ ổng. Cái lúc ông gặp vợ ổng là đâu có bệnh nha. Hiện tại như mấy cái món đồ này là chú chỉ lụm thôi chứ đâu có bán gì được ha anh. Bán không cho. Lâu lâu nhà đầy chỗ vậy đó. Nhưng mà vậy rồi thí dụ như ba cái đồ vậy rồi không bán không gì rồi chú lấy gì chú sống trời. Có ai như có ở xóm giúp ở lộn nha, lâu lâu cứ cho này cho tỉnh gì chứ đâu có đồ đầy đủ đâu. Mỗi lần bán là cả vấn đề bán. Công an phải lợi bán. Đâu có dẹp được của ổng đâu. Đó giống như là cái tài sản rồi đúng không? Tài sản đúng không? Thả mũ ngoài đất chứ trước pháp không thể đậu ngoài đó. Nói là mũ này nè, mũ bên ghế đá đó. Mũ bên ghế đá đó. Ừ. Mũ này ít qua đó, có mũ này là nhiều nè, mũ ngồi mà ngủ đục á. Rồi giấc tối là chú ngủ ở đây luôn. Ông ngủ đây coi phim với nó phim ngủ. Bây giờ mà ngoài nó ngủ. Cho nó đi tới nhà. Không ngủ liền rồi coi lúc cũng bình tĩnh. Nói chung thì chú ở đây thì chú không có quậy, không có gì, chỉ là bình thường thôi. Dạ. Bây giờ chú hiền nha. Giấc tối là chú ngủ ở đây luôn á. Ở đây thì chú Chia thì giấc tối giấc khuya á thì chú ngủ ở ngoài đường luôn nha các bạn. Đây là ngôi nhà của chú nè, thì để tất cả những cái món đồ đây cũng như là coi như là một cái tài sản của chú Chia. Đây mọi người coi là chú ngủ ngoài đường luôn nghe các bạn. Ở đây là những cái món đồ của chú ăn. Có cái nồi cơm của chú nha. Mấy ông bình thường nó sức là cắt rộng là ổng chứa gì cái hơi chứa cây thì cây tạp không, cây bình đằng không à. Màu hư lắm. Những siêu chân vô cho siêu nóng chưa. Dạ nếu mà vậy nhà ổng chắc cũng đâu ai đâu dám vô. Ai đâu dám vô, mỗi lần cắt thì mất là lấy thang mỗi người dẹp rồi tiếp. Mỗi lần di tản dẹp này là cái nhà hư nó mới làm được đó. Các nhà cái cửa rồi mới làm được đó. Ông tắm lại nó có đó, nước ngu đó là nước tắm đó. Chú Chia lụm mấy cái này chú Chia có bán không chú Chia? Có bán không? Là bán ha, là lấy mua lúa không. Dạ mua lúa ha, không lấy đủ mà làm này trước kia. Dạ thì bây giờ cái này con thấy cũng nhiều quá thì sao chứ không bán bớt đi chú Chia? Dạ, cũng nhiều lắm rồi không. Dạ chú Chia gì ông có vợ gì không? Vợ mới bỏ. Dạ. Vợ mới bỏ không? Dạ mới bỏ. Chú Chia có con không? Có người con nào không? Có. Mấy người. 3, 4 người, 5 người luôn. Dạ. Rồi những người con có về, những người con đó có ở với chú Chia hay là có ở bên mẹ? Ở bên nhà đấy, cái đâu chú vợ nó gây à. Thì chú cái này là như là hồi đó giờ ở đây có hiền không, có phá phấy gì không vậy? Vợ nó đâu có phá gì ai, vợ con gì bỏ cha bỏ đi hết cha người vậy đó. Rồi vợ có vợ có mấy đứa con? Vợ lớn như Long Sơn 2 đứa bỏ 1 đứa, con tao này ở dưới cây lậy đang tới 4 đứa luôn, 3 đứa. 3 thằng trai đứa con gái cũng bỏ luôn. Còn vậy là trai không à. Vợ trước là 2 đứa con, là vợ sau 4 đứa con, là toàn bộ là bỏ hết, con cũng bỏ luôn. Bỏ 2 đứa con gái bỏ chơi, còn mấy thằng trai không à. Biết để đến ủng hộ chú, coi như là giúp chú. Dạ. Thì được biết là cái nhà ở đây thì hồi lúc trước là con thấy cũng hơi lâu, chạy ngang cũng có gặp rồi. Thì mấy ông chỉ cắt đỏ này là tất cả ổng chứ ổng cắt. Dạ thì mấy ông chỉ bỏ xuống cắt. Dạ bây giờ thì chú ổng cũng không có được bình thường giờ. Dạ con muốn hỏi là bây giờ mà ví dụ như chú gì nè, ổng bị cái này là khoảng bao lâu rồi? Lâu rồi. Hồi đó con trâu không để con trâu đây nè. Con trâu ha, hồi lúc đó là chú Chia có con trâu ha. Ổng có con trâu rồi, chở cái giò treo cổ lên đó, tắt hậm cho con trâu chết luôn. Tức là chú Chia có con trâu. Ừ. Dạ. Rồi chụp lỗ đó, chụp hang rồi đó để gò cao lắm, rồi chụp xuống chớ dưới đó, treo cổ lên chết trâu luôn. Là chết trâu luôn. Chết luôn. Dạ. Chứ không bán đó. Kêu bán gì cũng không bán luôn. Đó vậy đó. Không phá gì của ai mà cái gì cũng lụm lên về hôm đó công an nó dẹp xuống dưới sàn đó trơn phải không? Vô bao đó dẹp xuống sàn dẹp chất lên đầy rồi vậy đó. Dạ này thì chú cho con hỏi là hồi đó giờ từ hồi xưa tới giờ là có ai có mạnh thường quân nào mà lại giúp đỡ chú Chia được một cái phần nào đó? Có ông ban sự này là cách trộm cái nhà tới giờ luôn đó. Ban sự cháu á. Mấy cha con ta ông cả này ông ban sự đó. Mấy cha con hùng tiền lại cất cái nhà tới giờ luôn đó. Ở vậy hoài luôn đó. Đó, đây có thiết bị một cách nữa rồi đó. Dạ, thì thấy mấy cái cây cối, cái trụ nhà đồ là muốn một hết rồi. Cái này mà nếu mà vô mà không biết là có thể là sập á. Ừ, không dám vô. Dạ. Thì những mười mấy năm rồi đó. Dạ. Thì nếu mà chú Chia như vậy thì ổng là từ khi mà ổng bị cái bệnh á là khoảng bao lâu rồi ha chú? Khoảng 15 năm trở đây. 15 năm là hồi lúc đó là chú Chia là ổng có vợ. Có vợ mà giờ vợ con không thấy ổng như vậy bỏ đi trơn luôn. Là lúc mà có vợ là con được bao nhiêu tuổi ha chú? Có vợ, mấy con không có vợ trơn rồi. Bỏ gì cái lạy dưới á. Khi mà ông bị phát bệnh là mười mấy năm. Không có bệnh gì trơn á. Gờ vậy đó hoài, đừ vậy đó. Bệnh. Vậy nói cho tư về đâu á. Thì cứ nói bình thường vậy đâu có đâu, thì mình nói chuyện giống như chồng xóm nhau nói cũng đâu như ổng đó vào vậy đó, có như ở đó bị ổng có đứa con nhỏ con gái mà 4 lóng tay đó, con gái ổng bỏ cho tới tao tới chết ổng luôn. Thì con trâu thì con trâu đẻ trâu cò đó ổng đập chết con trâu luôn. Với ông thờ ổng hồi đó ông thờ đồ mạng đó. Ông không tin, ổng dục bỏ, ông vừa thờ đồ mạng. Ông thờ đồ mạng ha. Ừ, dạ là ổng đập bỏ luôn. Đồ. Không thờ. Đập tới con trâu chết rồi đó, đập cái trâu rồi lúa 2 qua 1 chứ. Vì ổng không thờ đồ mạng đó. Nói chung thì hồi lúc trước thì chú Chia là cũng khá, cũng không có dữ lắm, hai ba bồi lúa rồi mà từ ngày luôn, lỡ con bỏ đi hết rồi tàn ra luôn. Có gì đó, nước ông tắm đó, nước ông xách dưới kinh lên. À, nước là chú xách từ ở dưới kinh đó lên. Dạ. Để than vậy đó ông tắm. Nấu cơm thì nấu nồi ăn hai ba ngày. Vậy nồi ăn một nồi ăn 2-3 ngày vậy là nó thiêu cơm nó thiêu hết rồi. Cho ăn được chứ. Vậy mà không có đau ốm chứ. Gặp mình là đau rồi đó. Dạ. Mình là đau ốm sao đau đổ không sao không có phai chúng ta dạ đó đụng gom gì ở trên cái gì cũng đụng gom vậy đó mình thấy hôm đó công an dẹp đó nha, công an dẹp xuống sàn vô bao dẹp thẳng xuống đấm đó đó dạ. Em lên chất lợi đó ta nói thôi không bán gì không nói để góp cái này con thấy hình như là những cái món đồ này là cũng bán được mà không cho bán nè, thí dụ như lon này nè, cái đó bán được nè. Dạ, có lon nước ngọt kìa, những cái thứ đó thấy đồ bán được. Sữa bịch mà thứ con bò đó không? Sữa bịch bự nè. Dạ. Sữa Hà Lan gì đó. Dạ. Tàu ở trong nhà đóng là bịch sữa. Bây giờ tôi chừng có lâm có lá rồi có lâm trong cái bịch sữa. Dạ. Rồi chú ngủ. Dạ, không có mưa thì ông cha đó đó dạ. Có mưa thì leo vô ba đám đồ mẹo đó ngủ vậy đó. Trong ấp này giờ hỏi ấp của Phú 2 này, hỏi ông Chùm Chia là ai cũng biết dân. Ông Chùm Chia ha. Nói ông Chùm Chia là ấp biết dân. Thì chú cho con xin cái địa chỉ ở chỗ đây luôn nè. Dạ, nhà kế bên nó đi. Ui, không con nói địa chỉ gần ở đây là được rồi. Nó như ngay cái khúc nào đó tổ mấy? Dạ tổ 4. Phú 2 tổ 4. Tổ 4 ở Phú 2 ha. Và xã Lê Chánh. Xã Lê Chánh. Tổ 4 ấp Phú 2 Tân Châu. Bên này là Tân Châu. Dạ. Tân Châu. Dạ. Rồi. Phố Tân Châu. Dạ con cảm ơn nghe chú. Dạ. Thì qua cái clip này á thì mình cũng như tất cả mọi người cộng đồng mạng cũng như là những người chòm xóm gửi đến các anh chị con của chú Chia. Nếu thấy video này á, thì hãy quay về và phụng dưỡng cha già. Hiện tại thì vẫn còn kịp đó các anh chị ạ.